Trường Đại học Đại Nam được thành lập ngày 14 tháng 11 năm 2007 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên hội đồng quản trị của nhà trường nguyên là nhà giáo của các trường đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tiến sĩ Lê Đắc Sơn, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, với 8 năm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng VP Bank, một ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam. Từ những ngày đầu thành lập năm 2007, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu 400 sinh viên đại học cao đẳng, chính quy. Chỉ sau 2 năm thành lập, năm 2010, quy mô đào tạo của nhà trường là 3.000 sinh viên. Đến năm 2011 là gần 5.000 sinh viên. Hiện nay, trường có khoảng 6.000 sinh viên chính quy theo học 14 ngành đào tạo: tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật hóa học, luật kinh tế, quan hệ công chúng truyền thông, tiếng Anh, kiến trúc, du lịch và dược. Ba chuyên ngành sau đại học: tài chính ngân hàng, kế toán, quản lý kinh tế. Ba chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng: kế toán, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng. Đào tạo liên thông cao đẳng đại học với 5 ngành: kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, kỹ thuật công trình xây dựng, dược học. Đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp đại học gồm 4 ngành: kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật công trình xây dựng, dược học. Trường đã thành lập nhiều trung tâm, câu lạc bộ như trung tâm tư vấn kế toán kiểm toán, câu lạc bộ kế toán kiểm toán, câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ khởi nghiệp, nhằm tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế đã được nhà trường phát huy và đạt kết quả tốt. Với mục tiêu trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam với ít nhất 20.000 sinh viên theo học đa ngành nghề, có sự đóng góp và ảnh hưởng đến cộng đồng và đất nước, cùng tư duy học để thay đổi, Trường Đại học Đại Nam là một trong những cơ sở tiên phong, chủ động trong phong trào đào tạo gắn liền với thực tế. Đại học Đại Nam đã tạo ra 5 điểm khác biệt dành cho sinh viên khi học tập tại trường. Chương trình đào tạo chuyên môn gắn liền thực tiễn. Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn giúp sinh viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Thuần thục các kỹ năng làm việc tại các doanh nghiệp và tổ chức, như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo. Các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt các câu lạc bộ để sinh viên tăng khả năng giao tiếp, mở rộng quan hệ bạn bè và xã hội. Tạo cơ hội cho sinh viên nghiên cứu khoa học, giao lưu với sinh viên quốc tế. Ngay từ bước đi ban đầu, Trường Đại học Đại Nam đã xác định công tác phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên và cán bộ, giảng viên là một trong những nhiệm vụ chính của nhà trường. Trên quan điểm phát triển toàn diện đối với sinh viên đại học, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo nhà trường. Việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sẽ đảm bảo cho sinh viên có thể hội nhập vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên toàn cầu hóa và số hóa. Trường Đại học Đại Nam cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hàng năm, trường luôn dành nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường. Bên cạnh đó, trường cũng đã thành lập các nhóm nghiên cứu để tham gia vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học bên ngoài. Trường định kỳ tổ chức các hội nghị khoa học sinh viên, giảng viên, tổ chức các buổi trình giảng của giảng viên trẻ. Trong năm học 2012-2013, trường đã tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán, kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội, tái cấu trúc doanh nghiệp trong nền kinh tế và hội thảo khoa học cấp bộ, một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay. Với sự đồng chủ trì của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính và Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2015, trường đã tổ chức thành công hội thảo cấp bộ với chủ đề đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học tại các cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập. Kể từ khi thành lập, lãnh đạo nhà trường luôn coi trọng việc phát triển hợp tác quốc tế, coi đây là một trong những động lực chính tạo sự bứt phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Trường Đại học Đại Nam luôn nỗ lực phát triển mối quan hệ với các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế giới, cũng như với các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài. Hình thức hợp tác của trường đối với các đối tác quốc tế rất đa dạng, như hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo quốc tế chương trình đại học và sau đại học, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ. Trường đang thực hiện chương trình chuyển đổi tín chỉ 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại nước ngoài với các trường đại học tại Hà Lan, đại học tại Australia, đại học tại Anh,
đại học tại Singapore. Thỏa thuận hợp tác song phương với trường đại học khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan. Thường xuyên có những buổi làm việc, hợp tác và giao lưu với các trường đại học của Nhật Bản, Đài Loan, Anh và Bỉ. Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho thế hệ trẻ. Hội đồng quản trị nhà trường đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tốt nhất để có thể phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên. Ngoài cơ sở tại 56 Vũ Trọng Phụng, trụ sở chính của trường tại số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội là quần thể đại học rộng 9,6 hectare, được xây dựng hiện đại với hệ thống phòng học đều được trang bị màn hình máy chiếu và có kết nối Internet. 110 phòng học lý thuyết với tổng diện tích gần 11.500 m², 30 phòng học máy tính và ngoại ngữ với tổng diện tích 1.556 m², 3 xưởng thực hành thí nghiệm dược hóa với 20 phòng, 1 xưởng thực hành kỹ thuật diện tích 780 m². Thư viện có diện tích 340 m² với hơn 4.000 đầu sách. Thư viện điện tử với hơn 1,2 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình. Ký túc xá gồm 144 phòng với tổng diện tích hơn 5.000 m². Nhằm giúp sinh viên quan tâm hơn đến các vấn đề của đất nước, đến các hoạt động cộng đồng cũng như các vấn đề xã hội, Trường Đại học Đại Nam liên tục tổ chức bài bản các hoạt động phong trào, hiến máu nhân đạo, tấm bánh nghĩa tình, chiến dịch mùa hè xanh, hội trại thường niên theo chủ đề chung của đất nước, sinh viên Đại học Đại Nam với tình yêu biển đảo, sinh viên Đại học Đại Nam với văn hóa dân tộc, sinh viên Đại học Đại Nam với văn hóa văn minh đô thị, phong trào từ thiện, làm sạch môi trường, nấu cháo từ thiện. Các chương trình lớn cùng nhịp đập của xã hội, xếp chữ khẳng định chủ quyền biển đảo, thắp nến tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham gia hội thơ, chiến dịch mùa hè xanh. Một môi trường học tập năng động cùng với cơ hội giao lưu, tiếp cận với những xu hướng mới và những nghiên cứu mới, tăng cường tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế. Trường Đại học Đại Nam đang từng bước hoàn thiện và tiếp tục xây dựng nhà trường phát triển trên mọi lĩnh vực để thực hiện mục tiêu trở thành một trong những trường đại học tư thục hàng đầu với đa ngành đào tạo, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa. Đến Đại học Đại Nam là học để thay đổi cách học, cách nghĩ, cách làm việc, để thay đổi cuộc sống và thành công trong sự nghiệp.